Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị phần 1 của bài 3 Xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi Thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu phần từ mới Đầu tiên chúng ta có từ miễn chưa Miễn âm hán Việt là danh tự từ này có nghĩa là tên, tên gọi, đó là một danh từ. Trước đây nếu như chúng ta muốn biết một người nào đó tên gì thì chúng ta sẽ hỏi Ni Chao Shama, Ni chào什么? Và người ta trả lời Wo Chao Chien, Wo Chao tức là bạn tên gì, tôi tên tiếng. Còn bây giờ thì chúng ta thêm từ miễn chư vào phía sau của câu hỏi đó. Chúng ta sẽ hỏi Ni Chao miễn zi? treo Có nghĩa là họ tên của bạn là gì Và lúc này chúng ta sẽ trả lời cả họ lẫn tên Trả lời treo có nghĩa là tôi tên tạ tiếng Và chúng ta thấy rằng từ miễn Hâm hán Việt là danh Tức là cái tên Bên trên của nó là bộ hoặc chữ tịch Còn ở dưới là bộ hoặc là chữ khẩu trong đó tịch có nghĩa là ban đêm còn khẩu có nghĩa là cái miệng tên là dùng để gọi mà gọi thì phải dùng miệng cho nên nó có bộ khẩu và ngày xưa người ta thường gọi với nhau là gọi vào ban đêm để phân biệt được người của ta hay là người của những cái bộ lạc khác hay là những cái loài thú dữ nó có thể đến để tấn công và chúng ta quan sát cái chữ kế tiếp nữa đọc là chưa âm hán việt là tự tự có nghĩa là cái chữ có câu nhất tự vi sư bán tự vi sư, một chữ cũng thầy nửa chữ cũng thầy và nhìn cái chữ này chúng ta thấy rằng bên trên nó có cái bộ miên tức là cái mái che, cái mái nhà, bên dưới là bộ hoặc là chữ tử có nghĩa là con trai hoặc là nam giới. Để tránh hiểu lầm thì mình cũng xin giải thích rõ là những cái gợi ý của mình để cho các anh chị nhớ được cái chữ Hán á có những cái là nó dựa theo những cái từ điển từ nguyên học nhưng cũng có những cái là do mình tự mình nghĩ ra. Nên anh chị có nghĩ ra được cái cách nào để gợi nhớ cái chữ Hán được tốt hơn thì chúng ta cứ chia sẻ với nhau trên Youtube nha. Nếu như các anh chị và các bạn cảm thấy chưa có hài lòng về cái cách giải thích như vậy, các anh chị và các bạn có thể ra ngoài tìm những cái sách về từ nguyên học để có thể tra cứu thêm. À, ví dụ như sách thuyết văn giải tự của hứa thận. Kế tiếp nữa chúng ta có từ rễn. Rễn âm hán Việt là nhân. Và từ rễn này à, có nghĩa là người. Ví dụ như hào rễn, ta rễn, xèo rễn. Hào rễn có nghĩa là người tốt. Ta rễn có hai nghĩa. Thứ nhất là người lớn. Thứ hai là cái cách gọi kính trọng của những người bề dưới đối với bề trên. Ta rễn có nghĩa là đại nhân. Và kế tiếp ta có từ xèo rễn. Từ này nó có những cái nghĩa như à, thứ nhất là trẻ em. Cái thứ hai là cái cách tự xưng của cái người bề dưới và nghĩa thứ ba là xèo rễn có nghĩa là tiểu nhân, thường chỉ những người có những hành động xấu xa. Chúng ta xem cái ví dụ ở bên dưới, hộp vô sư hào vô sư hào rễn. bạn tôi là người tốt. Kế tiếp nữa chúng ta có từ hỡ, từ hỡ âm hán Việt là hòa, từ hòa này nằm trong từ hòa bình trong phạm vi của bài thì từ này có nghĩa là và hoặc là với ta có ví dụ ở bên dưới hở vô vô tôi và bạn vương là bạn thân của nhau và chúng ta cũng lưu ý là nì hở hoặc là quò hở nì thì cơ bản là cũng như nhau thôi như vậy là nó không có yêu cầu giống như trong tiếng Anh buộc phải là you and I, tức là bạn và tôi. Chúng ta thoải mái ở chỗ này kế tiếp nữa chúng ta có một lưu ý đó là bên trái của từ hở nó có bộ hoặc là chữ hòa hòa là cây mạ cây mạ tức là sau này người ta cấy xuống để nó trở thành cây lúa cho ra cái hạt lúa kế tiếp nữa ta có từ cha cha âm hán việt là gia từ gia này có nghĩa là nhà hoặc là gia đình chúng ta có các ví dụ như nhà tôi; nhà bạn, nhà này, nhà ở đây có nghĩa là gia đình. Bên trên của từ này là bộ miên, nó có nghĩa là cái mái che, cái mái nhà. Và bên dưới là bộ hoặc là chữ thủy có nghĩa là lợn hoặc là heo. Như vậy cũng nói đùa thôi là các bạn đừng có dịch cái từ nhà thành cái chuồng heo là chết luôn nha. Tức là nhà phải có nuôi gia súc rồi này nọ. Kế tiếp nữa ta có từ lị. Lị âm án Việt là lý. Từ lì này sẽ có vài nghĩa. Ở trong phạm vi của bài thì nó có nghĩa là trong, tức là bên trong. Ví dụ như trong lòng, nè trong mắt, nè trong tim. Nghĩa thứ hai của nó là dặm Một dặm của Trung Quốc thì là 500 mét Trung Quốc có vạn lý trường thành Thì vạn lý tức là vạn dặm Và lý còn có một nghĩa khác nữa là thôn Và một nghĩa nữa Lý là một đơn vị hành chính của Việt Nam thời Pháp thuộc Thì lúc đó có ông trưởng thôn Chúng ta gọi là lý trưởng Chúng ta xem những cái ví dụ ở bên dưới. Ví dụ như cha lì là trong nhà, cha lì rển là người nhà và xin lì là trong lòng. Và chúng ta có ví dụ kế tiếp nữa. Nì cha lì hò má. Nì cha lì hò má. Gia đình bạn cũng khỏe hả? Và kế tiếp nữa chúng ta có từ dỗ dụ âm hán việt là hữu hữu có nghĩa là có ví dụ hữu duyên là có duyên hữu lý là có lý ví dụ như dầu miệng tức là có tên tuổi hoặc là nổi tiếng ví dụ như ông ấy rất nổi tiếng tha hỉnh dầu miệng vị đó rất nổi tiếng na quê dầu miệng Chúng ta xem tiếp ví dụ ở bên dưới. Ni cha lý yo cha lý yo Trong gia đình bạn gồm có những người nào? Shomo có nghĩa là những người nào hoặc là những ai? Ni cha lý trong nhà bạn có những ai? Wo cha lý yo pa cha lý yo pa pa Trong gia đình tôi có bố, mẹ và tôi. Kế tiếp nữa ta có từ mỹ dụ. Mỹ dụ âm hán Việt là một hữu. Chúng ta lưu ý từ một ở đây không có nghĩa là một hai ba bốn như trong số đếm. Mà nó mang cái nghĩa là chìm xuống, lắng xuống. Bên trái có bộ ba chấm thủy. Ta có từ mai một. Mai một có nghĩa là bị chôn vùi. Và từ Mỹ này khi nó dùng với nghĩa mai một thì nó đọc là mua. Ví dụ như từ mai một nó sẽ được đọc là mãi mua. Quay lại bài thì mỹ dậu có nghĩa là không có. Ví dụ, ní dậu cơ cơ mà, ní dậu cơ cơ mà, bạn có anh không? mỹ dậu không có. Ní dậu chè chè mà, ní dậu chè chè mà, thế bạn có chị không? Về mỹ dậu cũng không có. Chúng ta lưu ý từ mỹ dậu khi nói nhanh sẽ là thế này. Ní dậu cơ cơ mà, mỹ dậu, ní dậu chè chè mà, về mấy dậu. Kế tiếp nữa ta có từ dễ dê. Dễ dê âm hán Việt là gia yeah, gia yeah, và nó có nghĩa là ông nội. Trong một số các phim cổ trang của Trung Quốc thì từ này còn dịch là gia yeah, gia. Yeah. Chúng ta xem các cái ví dụ Nì dễ dê sinh thị hò má. Nì dễ dê sinh thị hò má. Ông nội bạn có khỏe không? Tha hỉnh họ xê xê. Tha hỉnh họ xê xê. Từ thá ở chỗ này ta dịch là ông Ông rất khỏe, cảm ơn dễ sư sư ma dễ sư sư ma Ông nội của bạn là thầy giáo phải không? Sư, sư lào sư Sư, sư sư Vâng, ông là thầy giáo Kế tiếp nữa ta có từ nài nai Nài nai, nài, ông bán việc là nải nải một cái từ nài không có nghĩa là sữa Ví dụ như niễu nài là sữa bò Hơn nài là uống sữa Hơn niễu nài là uống sữa bò Hai cái từ nài này ghép vào là nài nai Thì có nghĩa là bà nội Bà là phụ nữ nên phía trước có bộ nữ Chúng ta xem ví dụ bên dưới Ni giá dầu sữa, Lúc nãy thì ta có câu Ni giá dầu Hai câu này đều có nghĩa tương đương với nhau tức là nhà bạn có những ai có những người nào lúc đó ta không trả lời nhà có bao nhiêu người mà trả lời nhà gồm có những thành viên nào dù dễ này papa mama kế tiếp nữa ta có từ tô o, -u -o" đọc là tô từ này âm hán việt là đô từ này sẽ xuất hiện trong các từ như thủ đô nè kinh đô nè đô thị nè và khi đó từ tô này nó không đọc là tô nữa mà nó đọc là tu tu còn từ tố ở trong phạm vi của bài này thì nó có nghĩa là đều. Chúng ta có ví dụ nì dễ dê nài nai, sân thị dễ dê nay sân thị hào má. Ông bà nội của bạn có khỏe không? Tham minh tôi hẳn hảo, xê Tham minh tôi hẳn họ Ông bà đều rất khỏe, cảm ơn. tôi có nghĩa là đều. Một ví dụ khác nữa, Tôi và chị tôi là sinh viên. Tôi và chị tôi đều là sinh viên. Một từ xuệ sơn không thì có nghĩa là học sinh, còn ta xuệ sơn có nghĩa là sinh viên. Đến đây chúng ta kết thúc phần 1 của bài 3. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.